Hôm nay thầy sẽ qua bài số 3, đơn thức. Vậy đơn thức là gì? Thì thầy tóm tắt lại cái lý thuyết. Đơn thức là một cái biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và biến với nhau. Các bạn để ý này, đơn thức là một cái biểu thức đại số chỉ gồm là gì? Một số, ví dụ như là trừ 2, 5, 3, 7, 1 phần 3, vân vân, hoặc một biến, ví dụ như là x, y, z, hoặc là x bình, hoặc là tích giữa các số và biến, thì ta có ví dụ như là 1 phần 2, x, 1 phần 3, y, vân vân. Đó là đơn thức. Ví dụ như 1 phần 2, 3x, y bình, 3, x bình, y mũ 3, z, vân vân. Đó là một đơn thức. Và qua mục 2 là đơn thức thu gọn. Thì đơn thức thu gọn là cái đơn thức chỉ gồm một tích của một số với các biến. Và mỗi biến đã được nâng lên lý thừa với số mũ nguyên dương. Mỗi biến chỉ được viết một lần. Số nói trên gọi là hệ số. Và viết phía trước đơn thức. Phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức là viết phía sau hệ số. Các biến thường viết theo thứ tự của bảng chữ cái với nhau là x, y, z, t. Vâng vâng. Các bước để thu gọn một đơn thức. Bước thứ nhất, xác định dấu duy nhất thay thế cho các dấu có trong đơn thức. Dấu duy nhất là dấu cộng nếu đơn thức không chứa dấu. Còn dấu trừ hay chứa một số chẵn lần. Dấu trừ. Dấu duy nhất là dấu trừ trong trường hợp ngược lại. Bước thứ hai, nhóm các thừa số là số hay là các hằng số và nhân chúng với nhau. Bước thứ ba là nhóm các biến, xếp chúng theo thứ tự các chữ cái và dùng ký hiệu lý thừa để viết tích các chữ số cái, chữ cái giống nhau. Bậc của đơn thức thu gọn. Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó. Ví dụ thầy có là x mũ 3, một cái đơn thức x mũ 3, y mũ 5, z mũ 2. Thì muốn tính bậc của đơn thức thì thầy chỉ việc là lấy số mũ là 3 cộng 5 cộng 2. Thì kết quả là nó bằng 10. Thì đơn thức đó là bậc 10. Số thực khác không là đơn thức bậc 0. Ví dụ số 2 là nó không có chứa biến, cho nên là nó là một đơn thức không chứa biến, cho nên nó là đơn thức bậc 0. Số 0 được gọi là đơn thức không, không có bậc. Bây giờ thầy sẽ đi giải tất cả các bài tập trong sách giáo khoa. Xin lỗi, qua cái mục 4 nhỏ là nhân hai đơn thức. Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau. Bây giờ thầy sẽ giải các bài tập trong sách giáo khoa để các bạn hiểu thế nào là đơn thức, rút gọn đơn thức và nhân đơn thức. Đây là bài số 10. Bạn Bình viết 3 ví dụ về đơn thức như sau. Hãy kiểm tra lại xem bạn viết đã đúng chưa. Thứ nhất là 5 trừ x tất cả nhân cho x bình phương.
Thứ hai là trừ 5 phần 9 x bình y. Thứ ba là trừ 5. Vậy theo định nghĩa về đơn thức thì các bạn biết là đơn thức là chỉ gồm một số hoặc một biến hay là tích giữa các biến và số với nhau. Đó. Thì từ cái định nghĩa đó ta sẽ có được bạn Bình viết đúng hai đơn thức đó là gì? Đó là trừ 5 phần 9 x bình y và trừ 5. Vì nó là một số hay là tích giữa số và biến theo định nghĩa. Và biểu thức là 5 trừ x nhân x bình. Ta đem nhân phân phối vào đoạn thành 5x bình trừ x nhân x bình, nó ra là x mũ 3. Không là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ. Đó. Tiếp tục, thầy đi qua bài số 11. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? Câu A, 2 phần 5 x bình y, 9 x bình y, z, 15,5 và 1 trừ 5 phần 9 x mũ 3. Thì theo định nghĩa về đơn thức thì các bạn nhớ rồi. Đơn thức là gồm một biến hoặc là một số hoặc là tích giữa các biến và số. Đó. Vậy thì theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức sau là đơn thức, đó là biểu thức B là 9x bình YZ và biểu thức C là 15,5. Còn lại biểu thức không phải là đơn thức là biểu thức A và biểu thức D, vì nó có chứa phép cộng hoặc là phép trừ, cho nên nó không phải là một đơn thức. Tiếp tục, thầy qua bài số 12. Tiếp tục thầy qua bài số 12. Cho biết phần hệ số phần biến của mẫu đơn thức sau. 2,5 x bình y, 0,25 x bình y bình. Câu B, tính giá trị của mẫu đơn thức trên tại x bằng 1 và y bằng trừ 1. Thì đơn thức 2,5 x bình y, chắc chắn cái hệ số chính là hằng số, đó là 2,5. Còn phần biến là chứa chữ cho nên nó sẽ là x bình y. Còn đơn thức 0,25 x bình y bình, nó sẽ có hệ số là 0,25 và phần biến là x bình y bình. Bây giờ tính giá trị của một biểu thức thì cái bài số 2 thầy đã dạy rồi. Thay cái giá trị x bằng 1 và y bằng trừ 1 vào từng đơn thức thì ta sẽ được là 2,5 x bình y sẽ bằng 2,5 nhân 1 bình. 2,5 nhân 1 bình và đem nhân cho trừ 1 thì kết quả nó sẽ bằng trừ 2,5. Tương tự 0,25 x bình y bình nó sẽ bằng 0,25 thế 1 vào x là 1 bình, thế trừ 1 vào y bình phương lên thì kết quả là 0,25 nhân 1 nhân 1 thì nó sẽ bằng 0,25.
Đó chính là cái bài bài B. Bây giờ tiếp tục, thầy sẽ qua bài số 13. Người ta bảo là tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được. Câu A, người ta cho là trừ 1 phần 3 x bình y và 2 x y mũ 3. Câu B, 1 phần 4 x mũ 3 y và trừ 2 x mũ 3 y mũ 5. Thì hướng dẫn giải như sau. Thầy cho cái câu A, thầy lấy hai cái biểu đơn thức đó thì nhân với nhau. Đó là trừ 1 phần 3 x bình y nhân với lại là 2 x y mũ 3. Bây giờ thầy sẽ lấy phần hệ số nhân hệ số, phần biến nhân phần biến với nhau. Thì thầy nhóm các biến giống nhau vào một nhóm. Ví dụ thầy lấy trừ 1 phần 3 nhân 2 sau. Thầy nhóm cái x bình và x y bình, y và y mũ 3. Thì thầy có được là trừ 2 phần 3 x mũ 3 y mũ 4. Bây giờ x mũ 3 y mũ 4 thì cái phần biến của nó là x của x là mũ 3, của y là mũ 4. Thì thầy lấy hai số mũ lại thầy cộng với nhau thì thầy có được là đơn thức tích có bậc 7. Tương tự như vậy, nó sẽ qua câu B là thầy lấy 1 phần 4 x mũ 3 y tất cả đem nhân cho trừ 2 x mũ 3 y mũ 5, và thầy nhóm lại là trừ 2 nhân với 1 phần 4 thì nó ra là trừ 1 phần 2. X mũ 3 nhân với x mũ 3 là bằng x mũ 6. Thì lấy hai số mũ thì cộng lại. Y nhân với y mũ 5 cũng bằng y mũ 6. Lấy 1 cộng 5. Và bây giờ ở đây là đơn thức tích. Nó sẽ có phần biến là x mũ 6, y mũ 6. Vậy để tính bậc của đơn thức, thì lấy 6 cộng cho 6 là bằng 12. Vậy đơn thức này có bậc là 12. Tiếp tục, thầy sẽ qua bài số 14. Hãy viết các đơn thức với biến x y và có giá trị bằng chính tại x bằng trừ 1 và y bằng x bằng trừ 1 và y bằng. Bây giờ bài số 14 thì thầy sẽ có rất là nhiều cách viết, nhưng đơn thức mà đơn giản nhất á, là ta chỉ việc là x chính x bình y. Tại vì ở đây thì thay cái giá trị x bằng trừ 1 vào thì bình lên thì để cho nó mất cái dấu trừ. Cho nên từ cái yêu cầu của đề thầy sẽ có thầy thế vào thì nó sẽ được là x bằng trừ 1 và y bằng chính vào cái đơn thức này thì giá trị của đơn thức này sẽ là bằng chính. Trong cái trường hợp tổng quát là thầy kết thúc phần đơn thức. Vậy thì thầy nhắc lại kiến thức cho các bạn là đơn thức là một biểu thức gồm một số hoặc một biến hoặc là tích giữa các số và biến. Nhân hai đơn thức thì các bạn lấy phần số nhân phần số và phần biến nhân phần biến. Còn tính bậc của đơn thức thì các bạn chỉ là lấy số mũ của các biến cộng lại với nhau thì nó sẽ ra được bậc của đơn thức. Và trong những bài sau, thầy sẽ tiếp tục qua bài đơn thức đồng dạng cũng như là các bạn